vào đầu giờ chiều nay ngày 7 tháng 10 bên trên đường 39 bờ đoạn qua phường Thạch Khôi thành phố Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tại hiện trường, hai chiếc xe tải bị hư vỏng nặng, một tài xế bị bận rộn kẹt trong buồng lái bẹp rướm. Có khoảng hơn chục người bọn ông đã có mặt tại hiện trường, cùng nhau phá cửa xe cứu tài xế ra ngoài. Theo các người chứng kiến chia sẻ chiếc xe tải băng kiểm soát 34 cam 14.687 đang quay đầu, đúng giờ đây thì chiếc xe tải hiệu dân đai chạy tới do tài xế không kịp phản ứng nên hai xe đã xảy ra va gia chạm giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc khá nghiêm trọng. Chục người bọn ông lao tới phá cửa giải cứu tài xế bận rộn kẹp trong xe. Hiện trường vụ tai nạn giao thông. nguồn hãng clip mạng cộng đồng giao thông